câu lạc bộ người cá của Tion ngày càng thu hút giới trẻ vì chương trình đào tạo học viên thành người cá. Tion cá độc nhất vô nhị ở Việt Nam và có thể là số 1 thế giới. Vì đến đây bạn không chỉ học bơi lặn các kỹ năng của người cá mà còn được biết đến tất cả loại hình thể thao dưới nước như water polo, thể dục nhịp điệu dưới nước hay múa nước chẳng hạn. Trở thành người cá thật sự bạn phải bơi giỏi hơn cả kình ngư, am hiểu tất cả kỹ năng bơi lội của vận động viên chuyên nghiệp và phải lặn giỏi hơn cả người nhái nữa, mà không cần bình dưỡng khí mà vẫn nín thở ít nhất 3 phút dưới nước, hay lặn sâu xuống dưới đáy biển vài chục mét mà chỉ hít một hơi là được, giống như người anh hùng dân tộc Yết Kiêu vậy đó. Tion mở ra câu lạc bộ này mục đích chính là để các bạn thấy quý trọng môi trường sống dưới nước, biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ để mở rộng ra nhiều cơ hội phát triển bản thân trong tương lai. Nếu các bạn chỉ biết trên bờ thôi thì các bạn chỉ biết được 1/3 của thế giới. Nếu các bạn bơi lội giỏi thì các bạn sẽ biết hết tất cả 3/3 của thế giới. Hiện tại Tion đã có nhiều năm kinh nghiệm bơi lặn biển và được cấp bằng quốc tế của Hiệp hội huấn luyện viên lặn biển ở Mỹ. Từ một người thường, Tion đã học bơi để trở thành kình ngư, bơi đến level của cá voi. Sau đó Tion lấy được chứng nhận người nhái của Hiệp hội Body, mới có lượng kiến thức phong phú về thế giới dưới nước, các kỹ năng kỹ thuật lặn biển, trở thành một người cá thật sự. Còn bây giờ Tion đang trên con đường tiến hóa để trở thành một phiên cá, từ bỏ ăn thịt động vật để phát triển tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài. Nên Tion tin chắc rằng với khả năng của mình hiện tại, cùng sự kết hợp hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè, Tion và những người thầy, người anh là kình ngư, là người nhái nổi tiếng, họ có đầy đủ kinh nghiệm để giúp các bạn từ một người thường tiến hóa thành người cá dễ dàng giống Tion. Câu lạc bộ người cá Tion mở ra cho mọi lứa tuổi gồm có 4 lớp thôi. Lớp học người cá miễn phí dành cho những bạn mua đuôi cá của hãng Lassini ở Mỹ. Lớp học người cá cơ bản dành cho những bạn chưa biết bơi mà muốn trở thành người cá, với điều kiện nhận học viên từ 5 tuổi trở lên. Lớp học người cá nâng cao thì dành cho các bạn biết bơi rồi nhưng muốn trở thành người cá chuyên nghiệp hơn nữa, có thể nín thở lâu dưới nước như rái cá, hải cẩu, chim cánh cụt gì đó, mà còn bơi lượn siêu đẹp nữa. Cuối cùng là lớp học người cá đặc biệt dành cho những bạn muốn cấp bằng lặn quốc tế được chứng nhận giống Tion. Hiện tại lớp học người cá miễn phí tổ chức vào thứ bảy hàng tuần tại câu lạc bộ Lan Anh lúc 4 giờ chiều cho tất cả. Còn những bạn muốn học các lớp học người cá khác phải đăng ký để biết lịch học chính xác nha. Hy vọng trong tương lai câu lạc bộ người cá Tion sẽ được đón nhận nhiệt tình và tạo ra nhiều người cá đáng nể cho thế giới. Hiện tại trở thành người cá là một cái nghề rất hot ở Mỹ, vừa khỏe mạnh vừa kiếm nhiều tiền dễ dàng và được người thường kính trọng. Nhưng sau tất cả những việc này, mục đích chính của Tion là giúp các bạn trẻ ý thức về môi trường sống của chúng ta. Hãy bảo vệ biển, đừng để rác rưới chất thải độc hại thải xuống biển nữa, đừng để động vật bị bắt giết hại ăn thịt hay bán sang nước ngoài nữa. Chỉ có trở thành người cá bạn mới nhận ra ý thức sự tồn tại của mình là gì. Xin cảm ơn.